Ui các bạn ơi, ở đây có một cái đàn khủng long chạy qua cái khu rừng này các bạn ơi. Ui có cả Godzilla này, Hukbuki và cả quái vật đầu loa nữa các bạn ạ. Ui sao mà đông thế nhở, hôm nay chạy qua đây đông thế nhở. Ui một đàn voi ở đằng xa kia nữa các bạn ơi. Ước gì bắt được hết cái đàn khủng long này về nhà nuôi ở trong vườn nhở, thế thì thích biết mấy. Ui các bạn ơi, ở đây có một cái con Hukbuki này, nó đang làm gì đây này các bạn ơi. Ui, nó lại phun kia plasma các bạn ạ. Ui đằng sau nó bị cháy như thế mà nó không bị làm sao thì con này khỏe đấy. Không biết là hôm nay nó còn đi khiêu chiến cái con khủng long nào nữa không, hay là con chăn khổng lồ nó nữa không đây. Ui các bạn ơi, vừa nói xong nó lại lôi nhau lên trên đồi này chiến đấu với nhau rồi các bạn ạ. Hai con chăn anaconda, một con màu đỏ và một con màu nâu các bạn ơi. Ui có hai con Godzilla nữa này, nó đang phun kia plasma này. Không biết là có tiêu diệt được hai con chăn này không. Ui hai con chăn rất khỏe. Rồi các bạn ơi, Godzilla phải nói là rất khỏe. Vỗ tay vỗ tay quay. Các bạn ơi, ở đây có con khủng long T-Rex này các bạn ơi. Ui nó đang đi ngang qua đây không biết để đi đâu này. Ui hai con, có một con xanh và một con nâu các bạn ơi. Đi nối đuôi nhau luôn các bạn ạ. Đi đâu đây? Ui hóa ra là chúng nó ra đây để chiến đấu với nhau này các bạn ơi. Một con khủng long ba sừng, một con khủng long T-Rex và một con quái vật người đá các bạn ạ. Không biết là đội nào sẽ thắng đây các bạn ơi. Ui rất là gây cấn luôn. Ui rồi các bạn ơi, Godzilla thắng rồi các bạn ạ. Ui sau khi thắng là chúng nó lại ra đây ăn mừng này các bạn ơi. Nhảy nhót các thứ này. Nhảy rất là dẻo luôn các bạn ạ, rất là bốc luôn. À, còn Godzilla robot cũng nhảy kìa các bạn ơi. Được đấy, nhảy rất hay các bạn ạ. Ui các bạn ơi, ở đây có cái con gì đây này. Ui nó bay, ui con rồng. Con rồng với cả con khủng long bay các bạn ạ. Hai con khủng long bay. Ui thêm một con rồng to nữa này. Hai con rồng, thế là ba con khủng long bay à. Ba con khủng long bay với cả hai con rồng các bạn ạ. Ui chúng nó bay đi đâu ấy nhở. Chắc là đi kiếm mồi các bạn ạ. Ui lại bay ra đây rồi. Ui nó bay ra đây hai con này các bạn ơi. Không biết là đi đâu đây. Cảnh rất là đẹp các bạn ạ. Ui hóa ra đang chạy trốn với con khủng long gì trông lạ như này. Ui con khủng long này nhìn sợ thế. Wow hóa ra là chúng nó bay về tổ các bạn ạ. Ui tổ của nó đây này. Đằng sau còn có cả mây nữa các bạn ạ. Mây đang bốc lên kìa. Ui bốc khói lên luôn, khói mây luôn các bạn ạ. Ui hai con. Ui nó đang nhìn mình các bạn ơi, sợ quá. Ui hóa ra nó ra đây để nó chiến đấu với cả con Godzilla các bạn ạ. Ui Godzilla lại tiếp tục bắn tia plasma kìa. Không biết là có tiêu diệt được con rồng này không. Con rồng này mình nghĩ là rất là khỏe đây. Wow, ui con rồng vượt ngã rồi các bạn ơi. Godzilla thắng rồi. Các bạn ơi, bọn mình lại tiếp tục đi lên trên đồ chơi này các bạn ơi. Bố ơi, ở kia có con nà điểu kìa. Đâu? Ui đúng rồi các bạn ơi, đây có một con đà điểu này, nó đang đứng ở ngay cái gốc cây mận này. Ui nó vỗ cánh này các bạn ơi. Ui nó lại rỉa lông tiếp các bạn ạ. Những cái con đà điểu này nó rất là hung dữ nhá, cho nên là các bạn đừng có đến gần nó nhá. Rồi hiện tại là mình đang đứng trên một cái mỏm đá này. Wow ở đây rất là cao luôn các bạn ạ. Đấy, ở đây có một cái mỏm đá rất là cao này. Ở đây mình có thể nhìn thấy toàn cảnh thị trấn dưới kia các bạn ạ. Đấy, toàn cảnh cái thị trấn Bắc Hà dưới kia. Wow, rất là rộng luôn các bạn ạ. Phía kia rất là đông khu dân cư nhé các bạn nhé. Rồi có lẽ là mình sẽ kết thúc cái video của mình tại đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Ok, xin chào tất cả các bạn nhé. Bye bye.